bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay là một buổi chiều mưa, mình sẽ làm món cá nục hấp cuốn bánh tráng chấm nước mắm nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ sơ chế rau nè. Các loại rau mình có thì mình ở đây mình có rau muống, mình sẽ nhặt sạch sẽ và rửa nha mọi người. Ở đây thì mình có thêm một ít rau quế và rau thơm. Còn hành lá thì mình sẽ chuẩn bị cho phần hấp cá nha mọi người. Cá mình dùng để hấp ngày hôm nay là cá nục chuối. Bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ và ướp gia vị nha. Mình sẽ khứa con cá thành những đường như vậy nè, khi ướp gia vị thì gia vị sẽ ngấm hơn. Bây giờ tới công đoạn ướp cá, mình sẽ cho vô đây một ít hạt nêm. Một ít tiêu. Một tí xíu bột ngọt. Một chút xíu nước mắm. Một chút xíu đường nha mọi người. Sau đó mình trộn đều hỗn hợp cho hỗn hợp này nó thấm vào cá. Mình sẽ để cá trong vòng 15 phút để cá ngấm. Trong khi chờ đợi cá ngấm thì mình mời mọi người tham quan cái vườn sen đá của bà chị mình nha. Thấy dễ cưng không mọi người? Sen đá và xương rồng rất là dễ thương luôn á. Bây giờ cá đã ngấm rồi, mình xếp cá ra dĩa và đem đi hấp thôi. Mình cho cái nước ướp lên luôn. Sau đó mình sẽ cho lên đây hành lá nha mọi người. Hấp kèm hành ăn sẽ ngon hơn. Và một ít ớt cái nữa. Nồi hấp của mình nó đã nóng rồi nè. Bây giờ mình bỏ cá vô hấp tầm 15-20 phút là cá chín nha mọi người. Trong khi chờ đợi cá chín thì mình sẽ làm nước chấm nha mọi người. Tỏi và ớt mình cho tùy theo ý thích nha. Mình cho vào đây một muỗng rưỡi đường. Sau đó mình sẽ giã nhuyễn cái hỗn hợp này lại với nhau. Mình sẽ cho thêm vào đây một ít bột ngọt. Nước mắm.
khoảng một trái chanh nha mọi người. Sau đó mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên. Giờ thì cá đã chín rồi nè mọi người, dọn ra ăn thôi, thơm phức luôn. Xin chào các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chị em mình sẽ ăn món cá nục hấp cuốn bánh tráng với lại rau muống này nè mọi người, chấm nước mắm nha mọi người. Bây giờ mời mọi người ăn chung với chị em tụi mình nha. Món này hấp dẫn lắm luôn á mọi người. Nếu mà ai là người miền Trung thì sẽ biết món này. Sẽ thử nha. Làm ướp bánh tráng nè. Cho một chút rau thơm vô. Ít rau muống. Chết rồi. Quên lấy cái chén để mà muốn chấm ra cuốn. Nửa chấm rồi cái hả. Nhiễm lum la. Để ra ngoài đi, để lên bàn đi. Ủa nãy lấy có đôi đũa gì trời. Lấy chung, xài chung. Xài chung rồi ngồi chờ vậy nó lon. Rồi. Giờ mình cũng sẽ gắp một miếng cá bỏ lên nha. Món này ăn phải cay cay mới ngon nha mọi người. Cái này là mua. Mình có thể xài cá nục sữa. Mình ăn luôn xương cũng được. Còn mấy con cá lớn là phải bỏ xương. Cho vô đây một ít hành nha. Chưa vậy mà nuốt nước miếng này. Ngon không? Rồi mời mọi người nha. Quên đem cái chén để hứng. Yêu rồi mới ăn ngon ghê á. Mình mới lấy chén nè mọi người, mình múc ra chấm cho nó dễ nha. Nè. Chứ để không chấm vậy nó nhiễu lum hết đó. Công nhận người miền Trung hay ghê, nghĩ ra cái món này hay.
Tại vì hồi trước mình không nghĩ rằng rau sống, em rau muống ấy mà để cả lá vậy ăn sống được mọi người. Nhưng mà để vậy ăn nó ngon lắm, nó bùi bùi sao á. Mình ăn cay nhiều mình sẽ cho thêm ớt vô. Chết. Ủa nãy nhớ lấy nửa sắp mà. Rồi mọi người hết thì xuống lấy thêm. Một buổi chiều mưa mà ăn món này ngon thôi. Cũng vậy, cũng bánh tráng nữa. Mình đi lấy hai bánh tráng mọi người. Thực ra cái món này mình có thể chấm với mắm nêm, chấm với lại nước mắm ăn, hay là mình cuốn thêm với bún ăn cũng rất là ngon. Để đây nè, cái giữa lát. Ở đây thì mình làm ăn đơn giản thôi chứ là thiếu nhiều món lắm mọi người. Đáng lẽ còn có mấy cái loại rau rau sống với loại gì ta? Khế chua nè, chuối chát. Mình ra ngoài tiệm á thì nó có cái đó với lại cái mà cái miếng bánh mà giống như là bánh phở vậy đó mọi người. Bánh phở mà nguyên miếng vậy đó.
có nhiều người thắc mắc là tại sao á mà khi quay chị mình không có nói gì hết, chỉ có người ăn thôi. Là không phải mình không cho chị mình nói đâu nha mọi người, mà tại chị mình không biết nói gì hết trơn á, mắc cỡ á, nên là chỉ biết ăn thôi. Cay quá, cay mới ngon. Bữa chị mới kêu chuẩn bị nước á. Nhiều cá vô gấp gì ít vậy, ăn sao có đúng không? Chắc gấp bỏ vô coi có mùi quá. Phải bỏ nhiều cá vô ăn nó mới ngon. Thấm thấm cái nước rau cho nó mềm cái bánh tráng ra. Ăn hết nguyên rau mâm đầy luôn. Lộn, rau mâm đầy, mâm rau đầy. Có bỏ nhiều cá thì ăn mới ngon. Nồi. Ăn không cuốn nữa, ăn cuốn nữa. Cay quá. Nồi á, ăn một cuốn nữa thôi.
Thì cái video clip của tụi mình đến đây là kết thúc nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video clip này. Nếu mọi người thấy thích đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chị em mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn.